Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh với Thân Food. Hôm nay mình chia sẻ đến cả nhà cách làm một món ăn thật thơm ngon và hấp dẫn luôn nha. Món ăn khi mới nhìn sơ qua và từ hương thơm của nó, cả nhà sẽ nghĩ đó là món mặn, nhưng thực chất đây là món chay mặn đều dùng được nha cả nhà. Món ăn với tên gọi là ốc kho sả ớt, nhưng phần ốc được làm nên từ nấm bào ngư và nấm mèo, có độ dai và cả độ giòn nữa, cực kỳ hấp dẫn luôn. Ốc kho sả ớt này mình ăn kèm với cơm trắng rất là tuyệt vời luôn, và cách làm cũng rất là đơn giản. Nếu thích món ăn này, mời cả nhà cùng theo dõi phần sau video nha. Và mình đã chuẩn bị sẵn đây là hai loại nấm, nấm bào ngư và nấm mèo. Nấm bào ngư thì mình dùng 500g, cái to thì các bạn chẻ đôi ra như vậy nha, còn cái nhỏ thì mình có thể để nguyên. Nấm thì mình sơ chế cắt chân nè, rửa sạch, sau đó mình có thể ngâm qua nước muối pha loãng khoảng 5 tới 10 phút, giờ mình sẽ vắt ráo lại để cho ráo nước. Nấm mèo thì các bạn dùng khoảng 40 đến 50 gram lúc còn khô đó, sau đó mình cũng ngâm nở luôn. Trong lúc ngâm á, mình có thể thêm một muỗng canh bột gạo để cho cái nấm nó sạch hơn, cũng như nó khử được mùi hôi của nấm nữa. Phần này thì mình đã ngâm nở rồi và mình đã cắt miếng như vậy. Mình chỉ cần cắt miếng, không cần phải ba cắt sợi hoặc băm nhỏ nha. Mình cắt miếng để mà họ mình sẽ cuộn chung với cái nấm bào ngư. Để làm cái phần nấm thì mình chuẩn bị thêm một ít tăm tre, cái tăm này để xiên tôm đó nhà ha, ăn xiên que đó. Và mình sẽ lấy hai loại nấm luôn, một miếng nấm bào ngư, mình cho một miếng nấm mèo vào bên trong. Và mình cuộn lại thôi. Cuộn sơ lại vậy là được. Cái nấm bào ngư sẽ bọc bên ngoài. Mình không cần cuộn gọn phần nấm mèo. Phần nấm mèo các bạn cứ để dư ra như vậy. Và mình lấy cái tăm tre á, mình xiên qua để giữ định hình nè. Đó, mình cứ lấy một miếng nấm bào ngư mình để bên ngoài nè. Và mình cho một miếng nấm mèo bên trong. Không cần phải để gọn nấm mèo nha, cứ cho nó để dư ra ngoài như vậy á, khi chiên lên nó rất là giống miếng ốc luôn. Hai loại nấm này kết hợp với nhau á, các bạn ăn mình cứ nghĩ là ốc thiệt không á. Cái phần nấm bào ngư sẽ có độ dai và kết hợp với cái độ giòn và cái màu nâu đen của nó đó, rất là giống ốc luôn cả nhà. Cứ vậy mình làm cho hết nha. Rồi, mình làm nguyên sau vậy nè, một tí nữa mình đem đi chiên. Mình làm tất cả được khoảng 9 cái xiên như vậy đó. Giờ mình sẽ đem đi chiên phần này nha. Bắt chảo lên bếp nè, cho một lượng dầu vừa phải thôi. Mình không cần phải chiên ngập dầu. Khi dầu nóng rồi á, mình cho cái phần nấm mình đã xiên que nè. Mình cho đây mình chiên. Chiên khi nào nó vàng hai mặt là được. Mình chiên với lửa hơi lớn xíu nha. Mình chiên khi nào thấy cái phần nấm á, nó vàng xém là được. Các bạn cứ để một mặt á, khi nào nó vàng xéo là mình trả qua mặt bên kia. Và chiên lửa trên trung bình nha cả nhà, lửa hơi lớn một xíu. Nè, khi mình thấy nó vàng xéo như vậy, các bạn có thể vớt ra ngoài. Mình có thể cho ra cái rổ thừa để cho nó rõ bớt phần dầu thừa nha. Mình chiên như vậy nấm nó sẽ giữ được định hình, một lát mình lấy cái tăm tre ra nó vẫn còn dính nguyên vậy, nó không có bị bung. Mà nấm nó có độ dai, độ giòn rất là ngon nữa. Phần chiên đã xong, để qua một bên mình đi làm sốt luôn. Mình cho vào chén 4 muỗng canh đường. Bốn muỗng canh nước mắm chay. Một phẩy năm muỗng canh dầu hào chay. Nếu cả nhà không có dầu hào chay, mình có thể tăng thêm một muỗng canh nước mắm. 1,5 muỗng canh tương ớt luôn. Và mình thêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm từ nấm nè. Ăn được bột ngọt thì cả nhà có thể cho thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt. Không ăn được thì mình bỏ qua. Rồi cuối cùng mình thêm 4 muỗng canh nước lọc. Rồi khuấy đều nữa là mình xong phần sốt. Mình một tí nữa xào nó cũng nhanh đó. Mình chuẩn bị về mình lát lát mình làm rất là tiện. Rồi bắt cái chảo khác lên bếp. Khi chảo nóng mình cho vào khoảng 3 đến 4 muỗng canh dầu ăn nè. Và mình đã chuẩn bị sẵn khoảng một chén ăn cơm sả băm. Rồi còn thêm ớt á, thì tùy cả nhà thích cái độ cay như thế nào thì mình thêm cái phần ớt nha. Mình thì mình chỉ thêm có một trái ớt nè. Món chay thì mình cũng không nên làm cay nhiều quá. Phần sả thì khoảng một chén ăn cơm trở lại là vừa. Sau đó mình cho hết vào mình phi thơm. Khi mà các bạn thấy phần sả vừa vàng thơm á,
là mình cho luôn cái phần nấm mà mình cuộn lúc nãy mình đã chiên đó, mình rút bỏ cái tăm tre ra nha. Nè các bạn chiên rồi nó giữ định hình là mình rút tăm tre ra nó vẫn còn vậy đó, nó không có bị bung đâu. Lúc này thì mình giảm lửa một xíu, mình không nên để lửa lớn quá, lửa trung bình thôi. Rồi mình đảo đều nè, đảo cho nó đều phần sả, sau đó mình sẽ cho hết sốt vào. Cái này mình đã chiên rồi đó, và nó cũng rất là nhanh chín, cái nhà chỉ là nấm thôi, nên mình chỉ cần đảo cho nó thơm phần sả, sau đó mình cho hết sốt vào. Cho hết sốt vào đó, mình cũng trên đảo đều cho nó thấm đều sốt là được. Cho sốt vào các bạn thấy nó thấm sốt nè, phần phần sốt nó sệt lại á là mình có thể tắt lửa được rồi. Món ăn này làm rất là nhanh luôn. Rồi vậy là mình xong rồi cả nhà. Món ốc kho sả ớt chay này thoạt nhìn các bạn nhìn y chang như ốc bu kho sả ớt luôn đó, và khi ăn cũng rất là ngon luôn, có độ dai, độ giòn, thơm nữa. Món này ăn với cơm trắng rất là tuyệt vời luôn, đặc biệt là chay mặn đều dùng được. Hôm nào các bạn hãy làm thử món ăn này để mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.